Tiếp theo đây là phóng sự lễ húy Đức Thánh Trần do Ban Nghi lễ Tập hợp Đồng Tâm tổ chức tại nhà thờ Quốc Tổ tại Fairfield, Sydney bên Úc. Phóng sự do Nam Hương, SBTN Sydney tường trình. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Quý Tỵ, tại nhà thờ Quốc Tổ Fairfield, Sydney, Ban Nghi lễ Tập hợp Đồng Tâm tổ chức lễ húy Đức Thánh Trần Hưng Đạo và lễ dỗ Đức Lê Lai và Lê Lợi. Buổi lễ đã diễn ra thật long trọng và trang nghiêm. Sau bài diễn văn là ban nghi lễ dâng hương và đọc lời khấn nguyện trước bàn thờ tổ. Xin mời quý vị theo dõi hình ảnh phóng sự sau. Dài giang sơn gắn vóc, mang tên Việt Nam, có được đến ngày hôm nay là nhờ mồ hôi, nhờ xương máu của biết bao anh hùng dân tộc đã nhuộm thấm để gìn giữ. Chúng con xin dâng ba nén hương tưởng niệm công ơn đánh quân Nguyên, đuổi giặc Minh của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Đức Trung Liệt Hầu Lễ Lai, Đức Bình Định Vương Lê Lợi cùng thế hệ Trần Lê, những anh hùng đã dựng lại nền tự chủ và an lạc cho dân tộc. Xá tội cho chúng con, những đứa con xa xứ vì hoàn cảnh khó khăn đã gộp cả ba ngày dỗ lớn vào một như hôm nay. Ngày hôm nay cũng là ngày dỗ chính thức của Đức Bình Định Vương Lê Lợi. Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SVTN. Tôi xin giới thiệu, tôi là Trương Thủy Tân, là một thành viên của Tập hợp Đồng Tâm. Thì trong Tập hợp Đồng Tâm chúng tôi có ba cái hội đoàn, là thứ nhất là Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Trường Việt Ngữ và Tụ Thanh Niên Đồng Tâm. Thì cá nhân tôi là võ sư của môn phái karate trong Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm. Thì mục đích của Đồng Tâm là duy trì nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tất cả những ngày lễ của các anh hùng dân tộc chúng tôi luôn duy trì và đồng thời mục đích là để dạy dỗ, để trao dồi sức khỏe cho tất cả các tuổi trẻ của Việt Nam trong tương lai. Okay, Marie xin chào khán giả của đài SBTN. Marie đang trước lễ Lê Lợi ở Đồng Tâm ở Fairfield, thì bữa nay rất là vui, có rất là nhiều giới trẻ tới để tham gia, để hiểu biết về vua Lê Lợi với những mấy vua khác mà để làm đất nước Việt Nam. Mà cũng hay là tại mình có thể là truyền lại cho những trẻ em mà ở Úc lận á, thì ngày bữa nay thì thấy nhiều đông đủ mấy bác, mấy cô, mấy chú và mấy các em tụ lại để giống như là tham gia trong cái tiết mục này. Sau buổi lễ, mọi người cùng sang hội trường để hưởng lộc thánh. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả. Với phóng sự vừa rồi, chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi xin chấm dứt. Thính giả thân mến, chúc quý vị và các bạn một cuối tuần an vui và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong buổi phát hình trưa mai.